Hai, xin chào các bác nhé. Đây, hôm nay em sẽ quay cho toàn thể các bác, toàn thể mọi người hai cái mẫu điều hòa của nhà em đang có hiện nay. Các bác, đây thì chia sẻ với các bác hai con này là cái con mẫu máy zin bản nhà em nhé. Máy 18 IBTU, hàng zin bản rất là đẹp luôn. EX50952, các bác, sản xuất 2009. Đây này, cái công suất của nó là 1,77 kW. Đấy, tổng khối lượng ở trong nhà nó là 10,5 cân. Thì hôm nay em sẽ view toàn thể các bác, toàn thể mọi người xem. Đây này, khá là đẹp luôn, hàng zin bản mộc luôn các bác nhé. Cục nóng của nó là cục nóng nặng 34 cân, ga của nó là ga 1 cân 2 ga. Đấy, sử dụng điện áp 200V với dàn đồng hai lớp của mình. Con EX này còn full tính năng, nâng niê dọn dàn, eco lavi nano đầy đủ cả các bác nhé. Đây là dàn của nó rất là đẹp các bạn, dàn bên trong rất là đẹp luôn. Đây các bạn, dàn bên trong rất là đẹp luôn, full tính năng, không như nào lượng như rộng ràng. Và hai điều đặc biệt của những con máy này là con máy zin bản 100%, tức là hàng không sơn xịt, không qua sửa chữa gì các bác nhé. Hàng không sơn xịt, không qua sửa chữa gì. Đây em sẽ view gần cho các bác xem, nhìn khá là đẹp luôn các bạn. Đây, không sơn xịt, không sửa chữa gì, sử dụng cái dàn đồng của nó khá là dày dặn, full tính năng, nói chung được khá là phê. Con này chạy ra phòng khoảng 25 đến 30 m² đổ về, thì các bác nào có cái diện tích căn phòng của nhà mình có phù hợp, các bạn inbox chưa các bác nhé, inbox chưa, là số điện thoại Zalo của em là 0961519122 các bác nhé. Đó, với con máy 18.000 này thì em bao đủ đồ, tức là gồm có điều khiển này, giá trong mặt lạnh này nhá, nóng lạnh đồng bộ, điều khiển giá trong mặt lạnh, điều khiển zin, giá treo zin nha các bác nhé. Đây là gì? Thì cái điều khiển của nó thì đa số những cái dòng EX full tính năng thì nó dùng nguyên đồng điều khiển như này. Các bác chờ em một chút. Điều khiển ở đâu rồi? Em mãi không tìm thấy các bác thông cảm cho em. Đây, đây thì con này nó dùng, nó xài cái sản phẩm như thế này. Đó, dùng sản phẩm như này. Đây đây các bác nhá. Đây cái khiển đấy, rất là VIP luôn, Ecolavinalo. Đó, đây này. Sử dụng rất đơn giản nhá. Lạnh này. Đó, lạnh này. Đa số là lạnh này, hút ẩm này, nóng nhá, đa số là như vậy các bạn. Với con máy này điều khiển zin, giá treo zin thì em đang phân phối toàn thể các bác, toàn thể mọi người với giá là 8.500.000 với con sản phẩm hàng VIP full tính năng, máy 18.000 BTU, hiệu Panasonic các bác ạ. Chạy cực kỳ gấu, cực kỳ phê. Mà những cái dòng này em bao lành cho các bác nhé, bao lành cho các bác luôn, chạy rất là phê. Em bán rất nhiều cho anh em thợ, chưa ai ý kiến gì về cái dòng máy 18.000 các bác vậy. Dòng máy 18.000 full tính năng này, dòng này nói thật các bác là chạy thì khá là phê luôn. Với con máy 18.000 này cực kỳ nành, đời thì hơi sâu một chút nhưng chất lượng máy thì nói chung là ô nhà bà kê luôn các bác nhá. Có ok luôn với con máy 18.000, nói chung là chất lượng chạy khá ok, nói chung anh em thợ rất thích những cái dòng này. Về cái mùa này thì nó hơi chậm một chút, thì nó có thể là cái giá nó hợp lý cho toàn thể các bác, toàn thể mọi người mua. Nhưng về như mùa hè thì thật ra thì khó mua được những con máy mà nó mang tên là đẹp mà rẻ như này đấy các bác ạ. Đó các bác, đó con máy 18.000 đấy, giá thì chỉ có 8.500.000. 8.500.000 các bác đã có máy ba la VIP full tính năng, lưng nia rộn ràng, eco lavi la lô đầy đủ cả các bác nhá. Đó, máy khá là ngon luôn. Thì tiếp nhà em thì lại có một cái sản phẩm nữa, đây một cái sản phẩm nữa
cũng là con máy 18.000 BTU. Máy 18.000 BTU luôn. Đó, đây này. Máy 18.000 BTU. Các chờ em một chút nhá. Đấy, vẫn là máy 18.000 BTU. Con này cũng còn full tính năng. Các bạn, con này cũng là con full tính năng. Máy 18 full tính năng đây. Con này cũng full tính năng này, lưng nghiêng rộn ràng. Còn nhìn những cái phi cơ mặt đất các bác nhé. Nhìn những phi cơ mặt đất, đây có mã là 50KA2E6, sản xuất là 2010. Điện áp 200V, 1,8 kW. Các bạn, 1,8 kW. Tổng khối lượng nó nặng 12,5 cân. Đấy, tổng khối lượng ở trong nhà nó nặng 12,5 cân rồi. Đây khối lượng ở ngoài trời nhé, cũng là CU 50KA2E6 nhé các bác nhé. Điện áp 200V. Đấy, ga nó dụng 1,23 kg ga 410. Tổng khối lượng ở ngoài trời, tổng khối lượng ngoài trời là 34 cân. Con này thì cũng là máy 18, cũng full tính năng, lâm nia rõ ràng, eco la vi la lô đầy đủ quả các bác. Rất là VIP luôn. Con này sử dụng dàn nóng mạ chrome. Mạ chrome tức là nào? Nó sử dụng một cái dàn nóng màu xanh biếc. Màu xanh biếc các bác nhá. Đây này. Em sẽ cho các bác xem cái cục nóng của nó. Đây. Cục nóng ở đây.